chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên cả 4 băng tần của chúng tôi. Và khi đến với đất nước Thái Lan thì ngày hôm nay chúng tôi đã đến với lại Wat Arun Temple. Và tại đây đó thì họ có một cái nơi để mà cho chúng ta có thể thuê đồ truyền thống của Thái Lan. Và quý vị có thể thấy được rằng là chúng tôi đã có những trang phục của Thái Lan rất là đẹp. Họ có cho cả trang phục nữ, trang phục dành cho nam, và có đầy đủ những cái trang sức đi kèm luôn nha. Tất cả một bộ hoàn hảo như vậy, và tính luôn cả việc làm tóc luôn là 150 baht, cộng thêm 2000 baht mà quý vị cần phải deposit cho họ để mình trả lại cái bộ đồ này. Và chúng ta có thể thuê trong vòng 2 tiếng đồng hồ là 150 baht để mình có thể đến thăm chùa với lại trang phục rất là đẹp này. Cho nên quý vị đừng quên khi mà đến đây thì có thể thuê những trang phục này để chụp hình rất là đẹp. Và bây giờ kính mời quý khán giả cùng theo chân phái đoàn của chúng tôi để đến thăm đền Wat Arun. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng bước vào Arun Temple nha. Và quý vị thấy hai bên đường là có rất là nhiều các gian hàng mà họ cho chúng ta thuê đồ, cũng như là các gian hàng ăn. Và ở đây đó hầu hết là những người này họ để menu tiếng Mỹ và tiếng Thái, rồi cũng như có một vài người chủ thì họ nói tiếng Anh rất là tốt. Cho nên là quý vị cũng không cần lo lắng nha, là mình có thể order ở đây được dễ dàng ha. Rồi bây giờ thì kính mời quý vị cùng chúng tôi đi bước vào bên trong nha. Và nơi đây thì chúng ta sẽ trả tiền. Trả tiền thì Mỹ Linh nghĩ là hình như là khoảng 100 baht cho một người để mà bước vào bên trong đền nhé. Ok, xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào bên trong ha. Rồi đây, phòng ticket over here. Rồi mình sẽ đến để mình mua vé nha. Rồi khi mà quý vị mua vé xong rồi đó, họ còn tặng thêm mỗi người một chai nước. Và sau đó thì sẽ đóng dấu ở ngay phía sau tay của mình để making sure nha là chúng ta là người đã mua ticket rồi. Và họ cũng để sẵn luôn là cái dấu là khi mà chúng ta bước vào phải cẩn thận tất cả những cái đồ đạc của mình. Dạ. Dạ. Ồ, đằng sau có các vị sư thầy. Tháng này là tháng an cư kiết hạ cho nên là mình lâu lâu mới gặp các vị sư thầy nha. Và ở đây đó thì nghe nói là sáng sớm thì các sư có đi khất thực mà mình chưa có thấy. Rồi nhưng mà không sao, bây giờ thì mời quý vị chưa đi với chúng tôi đi đến khu vực đền này nhé. Và nơi mà chúng ta đang đến đây gọi là Wat Arun Temple, hay còn gọi là ngôi đền của Bình Minh, là tại vì ngôi đền này được ông Vua Thạc Xỉn là cái người đầu tiên để mà có thể bắt đầu xây dựng nơi này. Và đặc biệt khi mà ông chuẩn bị dời kinh đô của mình đến khu vực này thì ông vô tình đến bên dòng sông, đến bên kia dòng sông nơi đây, và ông đúng vào lúc bình minh cho nên ông thấy là quá là cảnh tượng thật là đẹp và kỳ vĩ, cho nên ông mới quyết định xây dựng một ngôi đền ở đây. Và ngôi đền này là mang tên là đền Bình Minh, nhưng thật ra khi mà mình ngắm hoàng hôn ở đây đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà hoàng hôn ở đây sẽ có ánh mặt trời chiếu thẳng lên trên cái đỉnh tháp này luôn, và rồi quý vị nó sẽ ánh xuống dòng sông rất là đẹp, cho nên đó là quý vị nên coi cảnh hoàng hôn ở ngay tại ngôi đền này nhé. Và ngôi đền này sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều để mà chúng ta có thể đến thăm. Và đây quý vị có thể thấy là họ ghép từ những cái mảnh thủy tinh và cũng như là đá để mà tạo ra những cái gọi là đền tháp như thế này. Đền tháp rất là cao đó, để cho quý vị có thể nhìn ngắm. Và đây là cái hướng để chính nhìn ra dòng sông, nếu quý vị lên trên cao đó có thể nhìn thấy. Dạ, và đây quý vị có thể nhìn thấy hình rất là nhiều các vị sư thầy để mà đi thăm người bệnh, đi cúng dường, làm Phật sự, đến thăm những người bệnh nhân. Và đây là cảnh sinh hoạt của những vị thầy nơi đây thưa quý vị. Và quý vị có thể thấy là đây là những ngọn tháp rất là cao của đền này. Và những ngọn tháp này đó, nó hầu như là có 4 cái tháp chính, 4 tháp cao nhất. Và
Đặc biệt đó là tháp trung tâm nè, quý vị có thể nhìn thấy là nó nhìn thẳng ra dòng sông. Ở phía dưới tháp là đều có những tượng vị thần để mà nâng tháp lên. Và quý vị sẽ thấy được rằng là ở đây đó, tất họ họ đều làm bằng thủy tinh mà họ lập ra từng mảng lớn. Rồi sông sâu đó là có đá quý, đặc biệt họ chọn đá màu xanh, màu vàng, màu đỏ, những màu nổi bật để mà có thể làm màu trắng nữa, để làm nổi bật lên tất cả những cái gọi là ngọn tháp ở đây. Và ngọn tháp quý vị thấy lúc nào ở bên trên họ cũng làm một thêm một tháp nhỏ, thật là nhỏ nữa, để mà ánh sáng đó nó có thể len lỏng vào trong cái tháp nhỏ đó rồi nó chiếu xuống rất là đẹp. Ở trên mà ngọn tháp này đó là dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là tháp bình minh, cho nên chúng ta thấy là nó sẽ đón ánh mặt trời rồi cũng như là nhìn ngắm cảnh chiều tà ở ngay tại khu vực này rất là đẹp. Cho nên khi mà nhà vua Thạc Xỉn nhìn thấy cái cảnh tượng này thì dĩ nhiên là ông sẽ cảm thán và muốn đặt một cái đền đài thật là đẹp tại đây. Và nơi đây một cái chính là cái vùng đất gọi là thủ đô khi xưa, khi mà được ông Thạc Xỉn chọn cái khu vực này, thưa quý vị. Và quý vị có thể nhìn thấy là chúng tôi đã bước lên trên những bậc tam cấp để có thể đến thăm cái ngôi đình chính của đền Wat Arun. Dạ, và đây là cái khu vực mà chúng ta có thể chụp hình nhìn thấy toàn cảnh của khu vực này. Một cái ngôi đền phải nói là rất là đẹp và có thể được nhìn ngắm ở bên phía kia dòng sông luôn. Và một lát nữa nếu quý vị đi lên trên cao ở trên đỉnh luôn á thì quý vị sẽ nhìn thấy được rất là rõ ràng. Mình phải chịu khó bước lên đôi chút nha, sẽ hơi mệt đó. Dạ, và ở đây là thấy có rất là nhiều người, coi như cô gái rất là xinh đẹp, hầu như cô nào cũng mặc đồ rất là đẹp, cũng đứng để chụp hình tạo dáng. Và khi mà ai đến đây cũng không quên là có thể thay cho mình một bộ đồ đẹp nhất, thưa quý vị. Họ đến họ chụp hình rất là đông, và đặc biệt là họ chụp hình rồi spend time, ngay cả những người nam nữa cũng thích thay đổi những bộ trang phục để có thể đến thăm nơi này. Ở đây có thể là một đặc điểm phải nói là nổi bật nhất của đền Arun. Và đây là một cái cung điện rất là lớn, nó dài và ở phía đó xây nhiều tầng cao nữa. Cho nên mình phải chuẩn bị tinh thần mình bước nha, bước nhiều lắm. Dạ đây đường đi lên nè, còn đây là đường đi xuống, nó có hai đường, đường đi xuống ở đây và đường đi lên ở đây nếu muốn lên tiếp nữa. Và đây là một cái cung điện mà có rất nhiều các bậc tam cấp và những chỗ lên xuống, cho nên là quý vị thấy là ở bên phía bên tay phải cũng có chỗ để quý vị đi lên đi xuống, ở phía bên tay trái cũng vậy. Nhưng mà đây là cái ngọn tháp chính và đứng từ đây thì quý vị có thể nhìn thấy qua bên dòng sông ở bên kia, dòng sông Thonburi. Và khi mà sông Mekong đổ về đây á, thì gọi là Thonburi. Và quý vị biết là khi mà vua Thạc Xỉn chọn nơi này á, là ông đã đứng đây nhìn ngắm qua dòng sông. Và đây là phía mặt phía bờ Tây của dòng sông. Cho nên là dù rằng ông chọn nơi đây, ông đặt tên cho nó là Wat Arun,
Dạ, có nghĩa là sự trong sạch của buổi bình minh. Dạ, nhưng mà thực chất là nó nằm bên phía bờ Tây, cho nên là buổi chiều quý vị sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu vào các và là những ngôi đền ở đây, rồi nổi bật lên ở trên cái gọi là cái đỉnh tháp sẽ rất là đẹp, và người ta tranh thủ là chụp hình nè, những nhà nhiếp ảnh gia thì họ sẽ tranh thủ chụp cái khoảnh khắc đó, và buổi tối đó sẽ có đèn từ ở trên này chiếu xuống rất là đẹp thưa quý vị. Nếu quý vị có dịp mà đi ngang qua nơi này buổi tối nên chụp một bức hình để có thể nhìn ngắm được toàn cảnh của nơi đây. Và khi mà vua Rama đệ nhất khi mà bắt đầu là tiếp nối của vua Thạc Xỉn thì người ta cũng đã cố gắng tiếp tục, vua Rama đã dành rất là nhiều công sức để tiếp tục trùng tu nơi này và biến nơi này thành nhiều ngọn tháp đẹp hơn nữa thưa quý vị. Và bây giờ mời quý vị theo chân chúng tôi cùng bước lên trên đỉnh tháp để xem nơi đó chúng ta sẽ thấy được những gì. Let's go! Dạ, và kính thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang cùng chúng tôi để đến thăm ngôi đền bình minh rất là tuyệt đẹp này tại đất nước Thái Lan. Và như chúng tôi đã nói thì khi vua Thạc Xỉn đến đây và vua bình minh bắt đầu xây dựng ngôi đền này, thì sau đó vua Rama đệ nhất khi mà rời kinh đô về Bangkok này đã mang theo một cái tượng Phật ngọc, và tượng Phật ngọc này cũng đang được để ở đây. Và cái đền này gọi là Emerald, tức là cái đền lớn nhất, và tượng Phật ngọc lớn đang để bên cạnh mà gọi là bức tượng Phật đang có trong đền. Dạ, cho nên bây giờ đó thì tạm thời khi chúng tôi đến đây là họ đã lót cái con đường đi lên rồi, chắc họ đang sửa chữa nữa, cho nên là họ không có cho mình bước vô, kính thưa quý khán giả. Nhưng mà nơi đây là có những ngọn tháp rất là đặc biệt, rồi ông xây dựng nhiều tòa bảo tháp khi mà dưới thời của vua Rama, rồi ông còn cho các nhà sư tới sống và cũng như xây dựng nhiều tòa tháp. Cho nên khi mà quý vị ở đây đó, quý vị hồi nãy chúng tôi ngay từ đầu đã cho quý vị thấy có rất nhiều hình ảnh các vị sư đi chữa bệnh nè, khất thực đến thăm bệnh nhân vân vân, là nơi đây, kính thưa quý khán giả. Và vua Rama đệ tam vẫn tiếp tục xây dựng công việc của vua cha là vua Rama đệ nhất. Ông mở rộng cái phần đá mà xây cao lên thêm nè, quý vị có thể thấy là những cái phần đá này ngay đỉnh chính nha, đó, ngay trung tâm đỉnh chính là khi mà vua Rama đệ nhất xây đó, là nó chỉ mình thấy là 1, 2, 3 là xây đến cái tầng tháp thứ ba thôi. Thì đến đời vua Rama đệ tam, ông tiếp tục xây dựng mở rộng lên bằng đá cao nữa, ông cao thêm 234 mét, và phần thân giữa cao thêm 250 mét nữa. Và vua Rama đệ tứ lại tiếp tục xây dựng tiếp theo và đã trang trí đền bằng sứ, và quý vị có thể thấy những bức gọi là tượng thần đã được mang về đây. Và quý vị biết rằng ở trong này đó rất là có một cái gọi là Phật ngọc vô cùng quý giá ở ngay trong ngôi đền này. Và ông đã cho an táng vua Rama đệ nhị tại đây và đổi tên từ đó thành đền Arun. Dạ, tại vì lúc đầu cái ngôi đền này tên rất là dài nha quý vị, và nó có tên đầy đủ là Wat Arun Ratcha Waroam Ratcha Wawawawan. Đó, nó rất là dài như vậy. Dạ, cho nên ở đây là ngôi đền cổ kính nhất nằm nhìn về phía bờ sông của Chao Phraya, tức là dòng sông có tên là Thubani đó, chúng ta gọi tắt là như vậy. Thật ra đây chính là sông Mekong đổ về đây. Như quý vị thấy là gió bắt đầu thổi lên vô cùng mát, và người ta đến đây đưa con cái chụp hình cả gia đình, rất là dễ thương thưa quý vị. Và các những người trẻ tuổi rất là thích đến đây. Ở đến đây đó, quý vị nhìn thấy khách thập phương hầu hết là những người trẻ tuổi rất là đông, tại vì nơi đây có thay đổi trang phục rồi chụp hình, có nhiều nơi để mà có thể chụp hình đẹp, cho nên là các người trẻ tuổi thích đến ngôi đền này lắm thưa quý vị. Xem đài Việt Nam America TV, yeah!